Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Hiện tại thì Tú đang có mặt tại huyện Quế Phong, Nghệ An. Như các bạn đã biết thì vừa rồi là mình đã ra gặp lại bạn Nguyễn Tất Thắng cùng những anh em mà từ Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội đi xuyên Việt để đi lên vùng cao của những tỉnh miền Trung rồi Tây Nguyên để giúp đỡ bà con. Thì bây giờ mình đang có mặt ở đây là huyện Quế Phong của Nghệ An. Đấy thì các bạn cũng chắc là thắc mắc tại sao Tú lại quay lại đây nhiều như thế này trong tháng. Thì chắc là đầu năm đến giờ mình đi lần này là lần thứ 3 là có mặt tại Nghệ An rồi. Vì là nơi này thì Tú thấy là bà con ở vùng cao của Nghệ An còn rất là nhiều khó khăn, rất là cần nhiều cái sự chung tay của cộng đồng mạng, những nhà hảo tâm và những kênh như kiểu là bạn Nguyễn Tất Thắng chuyên về những cái chủ đề mà đi giúp đỡ bà con. Thì mình cũng thấy bạn Thắng là có muốn nói là chị đi, muốn đi để khám phá cái vùng cao này và muốn chia sẻ một phần khó khăn giúp đỡ bà con ở trên này. Cho nên là Tú với vai trò là một người mà hoa tiêu dẫn đường đồng hành cùng bạn Thắng, thì mình sẽ là đưa bạn Thắng đi đến miền Trung Tây Nguyên luôn. Đầu tiên thì dự kiến là cũng đi miền Trung thôi, nhưng sau đó thì anh em là cũng quyết định là sẽ là đi đến tận Tây Nguyên luôn. Bây giờ là anh em vừa mới đi chợ về. Đây là giới thiệu các bạn là hôm nay thì có bạn Hậu, kênh là Minh AQ. Thì các bạn chắc chắn là xem trên kênh của Nguyễn Tất Thắng nhiều thì biết đến bạn Minh rồi. Ngay kể cả là bạn Hậu ấy, ngay kể cả là trên kênh của anh Hải Sapa TV nữa. Thì bạn Hậu cũng là một người gọi là cũng có tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ rất là nhiều bà con khó khăn ở trên vùng cao. Chuyến này thì Tú sẽ là cùng chạy xe để hỗ trợ cho bạn Hậu một đoạn đường nào đấy mà bạn ấy cần thiết. Nếu mà kể cần lấy mũi Cà Mau thì Tú cũng sẵn sàng, mà trở ngược về Tú cũng sẵn sàng luôn. Bây giờ cháu chỉ ngủ xong mở mắt ra là đến chỗ nào là... Thế ngày đầu là đi vào đây thì hơi nóng nhỉ? Hậu nhỉ? Em chưa quen anh ạ. Đúng rồi, khí hậu miền Trung thì bây giờ các bạn ạ, trời như này thôi nhưng mà anh em mình đi là hơi vã mồ hôi đấy. Vâng. Nhưng mà anh em đang chờ đợi để lên đường rồi đúng không? Đi chợ xong chẳng ăn gì tối nay. À thế à? Đây các bạn lại đây chút để gặp lại bạn Thắng à. Đây. Hôm nay anh em là quay hết rồi, bây giờ là Tú quay lời chào. Đây là Mạc Vinh không máy lèng các bạn nhé, là đồng hành và hỗ trợ trong chuyến đi lần này. Đây có bạn Thắng, Nguyễn Tất Thắng thì các bạn là quá quen rồi. Đây là Xuân Hữu Đàn Tính, đây là cameraman trên kênh của Nguyễn Tất Thắng. Ngoài ra anh em có thêm một cái kênh phụ là kênh Team Nguyễn Tất Thắng đúng không? Cũng là hay tấu hài, có bốn chàng đính ngự lâm người Tày. Đấy. Nhưng mà cái chuyến đi này đặc biệt lắm. Có bạn Hậu rồi, nhưng lại còn có tất cả thêm anh Sự nữa. Thì các bạn ghép bần ra là Hậu đây rồi, còn anh Sự đây rồi. có nguyên Hậu Sự luôn. Anh em đồng hành cùng nhau. Anh Hậu Sự chuyên đưa người đi viện. Nhưng mà bây giờ nhá. Bây giờ gặp Tú là tách rồi. Bây giờ cho Hậu một xe là Sự một xe các bạn ạ. Nên là bây giờ không còn Hậu Sự mà đi thành cặp nữa đâu. Còn đây là chủ nhà ngày hôm nay là có anh Nguyễn Nhật Bắc TV. Kênh Nguyễn Nhật Bắc TV thì hôm nay anh em mình sẽ ăn tối ở nhà anh Nguyễn Nhật Bắc nhé. Bây giờ mình lên đường về nhà anh nhỉ? Không tối nhỉ? Anh em mình về với nhau. Để giới thiệu cho các bạn. Cái view ở nhà anh ấy là rất là đẹp. Tôi bật đèn lên cả xung quanh có hết mà. Hôm nọ là Tú đi ngang qua bảo khen cái nhà này đẹp, mà hóa ra nhà của đúng rồi, ông Bắc. Anh Bắc này lại xem kênh anh em mình. Sáng giờ thì Tú chạy xe thì em Hậu em quên kêu là buồn ngủ lắm. Thế bây giờ anh cho em chạy tí không rồi, không chịu được nữa. Buồn ngủ rồi chạy xe. Đấy. Như kiểu là ngồi, thực ra là ngồi bên là nó rung rương, nó dễ buồn ngủ bạn Thắng ạ. Anh lái đấy. Một dạng như là kiểu ngày xưa cứ rung ngủ à. Đánh võng ấy. Lắc kẹ ngủ lúc nào. Đấy. Thế nên là bây giờ là bạn Hậu vẫn phải chạy sang bạn ấy lái thôi. Mình bất ngờ luôn, có một ngôi nhà giữa đồng cực đẹp ở Quế Phong này, hóa ra là nhà của anh Nguyễn Nhật Bắc. Nhà anh Bắc là đẹp nhất khu này đấy nhỉ? Đẹp nhất. Anh làm du lịch đi. Không, anh hôm sau anh tính mở mấy, đang rủ nhà kia bán cho anh một cái ao ấy. Sẽ mở cái nhà hàng nổi lên. Sống lại thành quán à? Anh Bắc là thành quán đấy, cảnh nó đẹp. Thích xem về hạ thành anh quán. Cũng na ná giống đấy đó. Đấy. Cảnh hạ thành quán đẹp, có cái suối một bên mới đẹp. Bạn Thắng là hôm nay trở vào miền Trung thấy khí hậu đã thấy khắc nhiệt chưa? Toàn mồ hôi rồi đấy. Quá khắc nhiệt. Mới là ngày đầu đấy mà. Đây là như tắm rồi. Thực ra là chưa phải vào đấy, mình ở cái khu vực lạnh nó quá nhiều. Đấy. Cho nên là đi vào đây cái thay đổi cái
người nó cứ nhớt nhớt như lươn. Đấy, nếu nói như bạn ấy thì nó trùng chờ nhà con bo đi lên bản là nhá. Phải đi sớm như này thì mới mới trụ được. Chứ còn nếu mà chậm thêm một tí nữa mấy hôm nữa đi là gặp vào thời điểm mà 40 độ cao điểm, cao điểm là không chịu nổi. Táp cả lá chuối à. Ôi, gió Lào về thì phê lắm. Không chịu được đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn đi đây là thời tiết nó đang dịu rồi nha. Thế à? Ừ. Thì mong rằng là trong những ngày tới thì thời tiết dịu thì mình sẽ hộ tống bạn Thắng đi qua cái khúc miền Trung này cho đỡ nắng nóng. Ừ. Đấy. Đi phải nói rằng là anh em phải chịu được nhiệt. Đúng rồi. Đi hôm giống với Tú đi nha, với anh Cường nha. Vâng. Ừ. Mình nóng lắm. Nhưng mà em đánh giá vẫn chưa phải đúng vào thời điểm nắng nóng rồi, có gió rồi. Lào đâu. Ừ. Phải có gió Lào cơ. Ừ, gió Lào phải sang tháng 4 âm. Đấy. Gió Lào là gió phơn thôi. Có nghĩa là nó từ bên Lào thổi sang đúng không? Nó dãy Trường Sơn đấy. Phơn Tây Nam mà. Phơn đấy. Nhưng mà ở đây là buổi tối khi gió biển thổi vào nó có khác không? Nó có thay đổi không? Lên biển không vào đến đây đâu nhỉ? Không, không lên đâu. Ở dưới vùng dưới gần 200 dưới mình cơ. Châu Diễm Chiếc đấy 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 thì mới đỡ hơn thôi. Nhưng mà thế này nó vẫn chưa ăn thua nào đâu bạn ạ, vì là cái sức nóng của mặt đường ấy. Thế à? Cái khi bạn ngày nó chịu cái nắng nóng rất là nhiều thì toàn là bê tông mặt đường này nó bị ủ nắng rồi, phải đến tận 2 giờ cho đến 3 giờ sáng thì bạn mới gọi là hết dịu được cái nhiệt được. Đấy. Tại vì ngày xưa cũng cứ nghe nói là gió Lào sợ lắm mà. À. Gió phơn Tây Nam. Chưa gặp được đâu. Khiếp. Đấy. Nhưng mà hôm nay đi vào đây như là ngày hôm nay thì hiện tại là như này là theo cảm giác của Thắng là thời tiết vẫn đang ủng hộ. Oi đấy, đúng mà đấy. Hơi oi đấy. Đúng rồi. Đấy. Có trời thể dễ dẫn đến ngày mai hoặc đêm nay nó mưa. Trời hơi tức gió tí ấy. Ừ. Khánh giống như Thắng ấy. Hôm Khánh đi ra Hà Giang không chịu được. Lạnh quá. Lạnh quá không chịu. Xuống cho 2 độ lấy 200 chùm mặc 5 cái áo. Được cái là Tú thì lại chịu được thời tiết cả 2-3 miền luôn. Tú là đi được hết. À, cân được hết. Tú đi được. Nhưng em là nóng là em sợ lắm. Xin vào 100 lần. À. Tại vì là như này em giải thích tại sao là em ở cái vùng như kiểu là Mèo Vạc ấy. Ừ. Là ở đến mười mấy năm rồi mà. 12 năm ở Mèo Vạc. Nên không có đi đâu làm cán bộ trên đấy, là ở hết trên đấy. Thế là xong khi đó mà chỉ cần về đến Tuyên Quang rồi đã thấy muốn lên Mèo Vạc luôn. À. Tại vì là nó trên đấy mát mẻ. Trên đấy nó mát mẻ, có đá, núi đá, mát lắm. Xong là chuyển xuống về dưới Hà Giang này phải mất một năm là nó mới quen được một chút đấy. Nhưng nên là em sợ đi vào trong này là nóng đấy, khiếp. Nhà hôm qua là ở Tuyên Quang à? Cái nhà đẹp đấy. Vâng, cũng không đến mức đẹp lắm đâu. Nhưng mà đẹp, nhà đấy đẹp. À, ngoài ra hôm nay thì anh em mình đi đến đây thì có duyên gặp một người nữa, đó là anh Hà Huy Khánh nhé bạn. Thì tí nữa là về tới nhà anh Bắc thì Tú sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn một chút. Hôm nay thì mình cũng vừa đi chợ, là anh em đi chợ thì mình cũng mua được một món, thì tí tối về chỗ Tài làm món hến xào xúc bánh tráng. Mua hến à? Có hến xào xúc bánh tráng. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ trổ tài cho bạn Thắng ăn thử một món đấy. Đại tiệc à? Mỗi người một món thì nó sẽ thành nhiều món đấy. Anh quên mua đặt bánh mứt. Anh có bánh tráng ấy. Được. Bánh tráng em sẽ có món hến xào xúc bánh tráng. Vừa rồi ra chợ thì cũng còn bánh tráng thì nhiều. Rất là ít hến rồi. Không? Không còn nhiều hến nữa. Bánh đa, gọi là bánh đa. Thì vừa rồi bà cụ bán còn có 2 lạng thì mua về thôi chứ không còn nhiều nữa. Giá hết luôn. Này cái nhà kia là 5 người bị u sợ thật. Ủa thế à? Ờ. 5 người. Nhà mà lúc mua rau đấy á. Ờ. Còn ngoài ra thì hôm nay bạn Thắng đi giúp đỡ được hai hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn. Thì các bạn có thể là xem ở trên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay Tú thì mới đi chặng đầu là cũng đang để anh em tập trung quay. Thì mình quay đa số sẽ phải hành trình ấy. Đây chuẩn bị tới đây là gần thấy nhà của anh Bắc này. Mà mình thích cái ngôi nhà kiểu này nhá. Cái này là bên kia là đồng lúa. Mà tầm này là đang hương lúa tuyệt vời luôn đấy. Lúa đấy, non đang trổ hơn. Thơm lắm nhờ anh nhờ. Ngoài cái việc mà view đẹp ra thì Thắng nên nghĩ là anh Bắc nên triển khai một cái nhà hàng hay là một cái gì đó. Tại vì là ở đây chắc chắn là chỗ này là nó mát mẻ, ai cũng thích đến mùa hè ngồi uống bia không biết. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Anh ý tưởng của anh cũng mở một nhà hàng thì gọi là cái quán nhỏ ấy. Dạ. Trong lúc đầu là mình chưa quen á. Là mình mở nhỏ xong là mình có kinh nghiệm mình mở từ từ lên. Đấy, kinh nghiệm mấy cũng phải ra gặp em. Hạ thành quán. Hạ thành quán nhiều. Trong này là người ta những cái món nhậu thì chắc cũng giống như kiểu ngoài Bắc đúng không? Nó không đến mức là cầu kỳ đâu đúng không? Không cầu kỳ lắm. Đơn giản thôi đúng không? Đơn giản.
ở người bản địa đây ăn rất là đơn giản. Thế à? Có nhiều nhà vào là ăn măng với chèo, ăn với cơm và cháo. Chẻo đấy là cái mà anh nói à, là chẩm chẩm chẻo. Chẩm chéo ấy, chẩm chéo là bằng cá, cá à. Đâm với cây hẹ đấy. À. Cây hẹ với bỏ muối mì chính. Cá nướng lên. À, với ớt cay. À. Cá à. Mà cá mắm nướng ấy. Thế à, cá mắm á? Cá biển đấy. À. Đúng ngay họ bày bán bên kia có phải đấy là cá mắm không? Đây này. Đấy đấy. Các bạn này, đây là cái hai cái ngôi nhà mà mình rất thích, là một ngôi nhà này là đầu tiên, còn tiếp theo đó là ngôi nhà của anh Nguyễn Nhật Bắc TV đây này, đây này. Đấy, cái view của các bạn xem này. Chất trượt luôn đấy. Đấy. Đất 6.000 à? 3.000. Trời ơi. 3.000. Cái này khác gì biệt phủ ấy đâu mà. Đẹp thế. Mình đi qua đây là thấy ngôi nhà này đẹp nhất ở đoạn đường này đấy. Giờ mình sẽ cho các bạn xem nhà vườn của người miền Trung này. Quá đỉnh luôn anh Nguyễn Nhật Bắc ơi. Quá đỉnh luôn, đẹp quá. Đấy, đây là hôm nọ. À, đây là xe của anh Hà Huy Khánh này các bạn nhé. Anh Hà Huy Khánh là người Hà Tĩnh quê mình, cũng có kênh chuyên đi làm thiện nguyện. Rồi. Chào anh Khánh nha. Ôi trời ơi, chào Tú anh em xe đầu kéo nhá. Không ngờ hai anh em ở Hà Tĩnh mà hôm nay mới gặp nhau được đấy nhỉ. Biệt phủ đẹp quá. Đây cho các bạn xem là cái view này ra cánh đồng lúa này. Trời ơi. Tối nay là ngồi đây ăn luôn đúng không anh Bắc ơi? Ngồi đây ngồi nhậu là hết nước chấm rồi. Đấy các bạn xem này. View đẹp thế chứ đấy. Quá đẹp luôn. Bây giờ đến giờ vào bếp với cả nhà. Mỗi anh em là đạo diễn món. Minh hôm nay đạo diễn món gì đấy? Em làm món canh cá nấu cá chu bi, cá suối. À. Và cái này là cái chảo anh Giang này đúng không? Ừ. Em lấy thịt cá ra đấy. Mình thì có món hến xào bánh tráng anh em nhé. Ừ. Đây là cái gì đây? Rau ở đây. Rau này là rau gì? Rau này là rau gì đấy chị? Rau ruộng à? Cỏ gì đấy à? Cái này ngon đấy anh nhỉ? Có vẻ. À thế à? Ở ngoài ruộng à? Trên Hà Giang em lại không có cái rau như này. Nó tên là rau gì hả chị? À đấy à? Bây giờ mình sơ chế chút nhé. Các bạn chờ ít phút nữa là để sơ chế xong thì bắt đầu là xào nấu lên này cho cả nhà xem. Em hôm nay chủ tài hai món anh ạ. Món là canh cá suối nấu cà chua bi và thứ hai món canh lá đắng. Đấy. Tí nữa anh thưởng thức nhá. Rồi, bây giờ em thưởng thức món của anh. Khoan đã này. Cho anh tráng qua cái này cái rồi cho lên cho nóng chảo anh luôn cái. Này đi Minh đi chuyến này đi được lâu không nhỉ? Dự kiến là 1 tháng. À. Mình tất thắng. Tốt. Vâng. Em thì công việc anh sắp xếp hết rồi. Chỉ có là cứ đằng đằng xuôi theo các anh thôi. Triển khai thôi đúng không? Hey, vui quá. May quá các anh cho đi cùng được anh ạ. Mình thì rất là nhiệt tình. Bởi vì là anh ạ, em thì ở Hà Giang thì nhiều rồi. Nói chung cũng loanh quanh mấy khu vực đấy thôi. Còn cũng chưa đi cái chuyến nào đi xa. Đấy. Cái chuyến này gọi là nó rất là ý nghĩa và rất bổ ích. Thứ hai là những chương trình đây là mà vừa là hành trình là từ thiện. Đấy, mang lại cái giá trị văn hóa này. Và bản thân em cũng mong muốn giới thiệu những cái cây dược liệu của địa phương mình. Những sản phẩm quý, sản phẩm hay đến với quý cô bác khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, hến xào thì nó có rau thơm rồi. Nguyên liệu là cũng không thể thiếu đó là lá lốt nha các bạn. Bây giờ là cái đấy cho nó khô nóng không anh, cho tí dầu vào anh. Cho nhiều dầu không anh? Cho dầu vừa vừa thôi, ít thôi. Này bây giờ là cho hến vào là xào trước các bạn ạ. Cái này là phải xào xém tí. Thường thì mình xào cái này là sẽ là dùng tiêu. Nhưng mà tiếc là hôm nay chủ nhà là không có tiêu mà lại dùng mắc khén, nhưng mà mình sẽ thử kết hợp xem thế nào. Thơm quá anh ạ. Em gần anh rồi, em học thêm một món
Cái này là phải xào khô một chút. Muối súp đâu nhỉ? Nhiều gia vị quá. Đây chỉ có muối. À có hạt nêm không chị? Cho em mượn tí hạt nêm. À đây đây đây. Cho nhẹ nhẹ một tí nước mắm vào. Thật nhẹ thôi. Nó có vị thơm. Thơm quá anh ạ. Chảo này hơi dính rồi. Hến xào giá chị ạ. Hến xào giá. Nhưng mà chảo này nó hơi dính tí rồi. Nguyên liệu nó không được đủ như dưới mình là nó có đầy đủ nguyên liệu hơn. Cái này mà thế này thì dùng cái loại bếp điện này khi mất điện thì làm sao ạ? Nấu kiểu gì ạ? Hay là vẫn có bếp ga nữa? À. Tạm tạm thôi anh ạ. Ở đâu? Bật lại đâu? Cái tăng lên anh ạ. Nếu mà giảm xuống thì sẽ hạ hơn. Tăng lên. Tăng nhanh nhá. Tăng vừa thôi. Nhà mình toàn dùng bếp ga chứ không dùng bếp điện kiểu này ấy. Cho nên là cũng không có thông thạo cho lắm. Bây giờ lần đầu tiên mà làm hến xào mắc kén. Ô mà cũng thơm ấy chứ. Cho mắc khén vào thơm ấy chứ. Mắc khén là kia đấy. Em cho vào rồi. Em hôm nay là đánh cú em học một món mới rồi. Mấy đứa về thì em là trò tài với vợ các anh. Đấy. Vâng, dân biển thì hay xào kiểu này. Một đĩa. Mình cho thêm tí mắc khén vào đi. Cho thơm mùi mắc khén nữa. Không ngờ là thiếu tiêu cho mắc khén này cũng nó cũng rất là thơm ấy. Cái này là có bánh tráng không nhà anh Bắc nhỉ? Nhà anh có bánh tráng không? Cho cháu đi mua bánh tráng về xúc bánh tráng. Rồi thế bây giờ là tí nữa anh em mình sẽ là chuẩn bị ăn tối các bạn nhé. Xong xuôi đấy. Hình ấy. Ở nhà thì đẹp. Đẹp nhất khu các bạn ạ, vì đi qua là hôm nọ là ngưỡng mộ, bảo là không biết là ở đây có nhà ai mà đẹp này. Không ngờ là anh là xem trên kênh của Tú ấy. Thì anh em mình vẫn có duyên đúng không? Anh xem kênh em mà bao nhiêu lâu rồi? Xem kênh mà chúng mới xem thời gian sau này thôi. À. Cái trước đấy là tại hiện lên chưa xem chưa đăng ký. Không nhớ. Sau này bắt đầu mới đăng ký đấy. Vâng. Đấy bây giờ là anh đang chuẩn bị món gì nữa nhỉ? Bây giờ có ga luôn. Vâng. Rồi ok thế thôi anh tiếp tục đi nha. Ống này món gì đấy anh Bắc? À, dưa. À đây à, dưa chua à? Muối trong ống à? Độc lạ hết nhỉ. Quá là hấp dẫn này, đại tiệc. Bây giờ thì đến bữa tối mình đang có mặt tại nhà anh Bắc, thì hôm nay anh Bắc là có chuẩn bị gọi là đại tiệc để đón tiếp anh em Nguyễn Tất Thắng mà. Thì hôm nay cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà tiếc là hôm nay sức khỏe của Tú là bị ốm mà từ sau chuyến leo núi của Nghệ An về đấy, đi Pusa Lai Leng về là ốm đến tận bây giờ là chưa khỏi. Cho nên là em chỉ có chén Coca thôi, tí là phải uống thuốc anh ạ. Nên là cũng rất là mong anh thông cảm. Thì chắc là quý vị khán giả trên kênh của Tú là cũng biết rồi. Là mấy ngày hôm nay là đi đảo về các thứ, là nói chung là tả sung hữu đột là lên rừng xuống biển đấy, nên là sức khỏe không đảm bảo. Thôi cảm ơn anh Bắc nhá. Ok,
đã đón tiếp đoàn toàn thể anh em luôn. Vâng. Mình đồng khởi luôn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Mong anh em thông cảm nhá. Hậu nhá. Em ấy Tú nhá. Hậu cũng Coca. Vâng vâng, mời các anh bên nhá. Vâng. Đây, hôm nay thì đến đây là anh Bắc có làm một con lợn quay. Thì vừa rồi mình cũng quay chia sẻ các bạn rồi. Bên này có bộ lòng, rồi có gà, rồi có món hến xào của Tú làm. Đấy. Rồi sau đó là đây là có món xôi nếp cẩm. Và đây là cái rau gì đấy nhỉ anh? Cái rau này gọi là rau... Rau hòn đắng. Rau củ cải, củ cải. Cái này chấm với cái gì đấy? Cái này chấm với gì? Chấm với chèo, hoặc là chấm với này cũng được. Em mình cũng thử cái rau này em. Cũng ăn cũng lạ lạ. Làm tí măng không? Măng thì nói chung là đi Hà Giang đi Tây Bắc là ăn hơi nhiều ấy. Mà nó cũng không đắng lắm. Chưa đắng bằng măng ở trên đấy. Nhưng mà người ta nói là măng đắng là nó phải mọc ở gần trường học. Rộ xôi rồi. Rồi đây là ngon đấy. Tôi sao vâng. hiểu vấn đề không? Chưa hiểu không? Măng là khi có sấm thì nó mới có đắng. À. Nếu mà nó gần trường học thì hàng ngày cô giáo đánh chống ấy. Thì măng nó nhầm tưởng đấy là đứng sấm à? À. À. Ông này là nhiều nói kiểu hay lắm. À, măng khi có sấm thì nó mới đóng đắng. Hôm nay Mạc Minh đi mà không có cầm theo không váy lèng đi là cô giáo đánh trống. Thế thì không lẽ phải đến ngang qua Hà Tĩnh cho vay. Vay trả góp nhá. Tính lãi. Vâng anh. Rất là vui là qua nhà anh thưởng thức chiều không váy lèng. Hôm trước là anh ngâm sẵn và chờ em Minh ra Hà Tĩnh để thưởng thức đây. Anh cho vay để mang đi uống dọc đường chứ. Rồi đến bữa thì khi nào lại trả. Vâng. Nào có vay không? Không, bảo anh là hết mình, hết bát, hết chùy say. À đấy ơi. Nói chung là anh hôm qua trước khi lên đường vào anh nói rồi là phải kiêng rượu 2 ngày các bạn ạ. Mình nói kiêng rượu bia để uống cho nó hết. Đấy. Cho hết thuốc đã, sau đó thì anh em mình bây giờ là thoải mái được. Trong quá trình mình chỉ phải khỏi rất điểm. Nói chung là ở đây thì hôm nay ăn là cũng là hơi đông các bạn xem mà xung quanh đây còn một số các bác là ở trên Quế Phong. Bạn của anh Bắc nữa cùng với gia đình là ngồi bên này. Thế nhưng mà điều ăn đang còn là bát ngát đấy. Tiếc là quay lần này quay trở lại Nghệ An thì này không uống được rượu. Em mới đi về mình Nghệ An về được khoảng gỡ hơn tuần thì đấy thôi ạ. Vâng, em đi lên trên đỉnh Pu Sa Lai Leng. Nói chung là đầu năm đến giờ em đi Nghệ An mà lên cái vùng này là khoảng 2 lần, lần này lần thứ 3 rồi. Cả đi quay ở trên này rồi đấy. Như kiểu có duyên nợ với Nghệ An. Em thì xin lỗi là không có dùng được rượu, đang uống thuốc, mong các bác thông cảm. Vâng, không em đang uống thuốc thôi. Cái rượu thì em uống được. Ngày bình thường mình uống tốt. Vâng vâng, ngày bình thường thì uống cỡ lít. Thế còn bây giờ thì cỡ lít thôi ạ. Vâng. Đây, giờ mình sẽ thử miếng thịt lợn đây. Đấy. Thịt này, miếng thịt này. Vâng, nó y chang quay này chuẩn lắm nhỉ? Nó giòn lắm anh ạ. Giòn này. Vì lần này lợn bán nên là được thả rông ấy, có phải trên 2 năm trở lên rồi. Quay thì nó giòn cũng ngon. Hến giao giá. Hến giao giá là mình làm ấy. Không dám tự khen đâu. Cháy hàng. Chợ là chỉ còn mỗi 2 lạng thôi các bạn ạ. Không còn nữa. Ăn thịt lợn đi. Vâng. Anh em gắp đi. Vâng, em đi. Dùng anh em. Ra, tự gắp nhá. Mời mong anh Bắc nhá. Chén này uống riêng nha, em xin phép là nhấp nhấp môi vừa vừa đây. Tức là vẫn có tí tiểu trong người là được rồi nhá. Cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn anh đã đón tiếp anh em nhá. Hôm nay có duyên ấy, thì em mới được gặp tất cả anh em ở đây kể cả em Khải nữa.
cũng có em khẳng định bắt gặp rất là nhiều rồi, nhưng mà chỉ là anh em gặp nhau là hai anh em gặp nhau thôi, chúng ta gặp cùng anh em là có duyên đấy. Kiếp trước là đã gặp nhau rồi. Đấy, em xin phép nhấp môi chứ. Tí này còn uống miếng thuốc nữa. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu mà hai đứa có duyên như thế thì xin phép gia đình mà cười nhau luôn. À, anh em chiến đấu đi. Vâng. Rượu đây vẫn cao độ nhỉ, uống vắt là nóng nóng cổ luôn đấy. Vâng. Sát cổ, sát họng luôn đấy các bạn. Vào đến cái là nóng cổ luôn, như kiểu là mình đang viêm họng mà mình muốn thấy cái họng của mình nó sát khuẩn qua luôn đấy. Không còn cảm giác mà ngứa cổ luôn đấy. Uống nó thơm anh ạ. Ừ. Ngon. Không đau đâu. Để lâu cho anh vô nhịp được. Cái là anh nóng uống được mấy tháng ấy. Em uống cũng... Có lẽ là Tú xin phép là chia sẻ video ngắn ngắn một chút về cái bữa cơm để anh em có tự nhiên ăn cơm, và ngày mai mình sẽ quay chia sẻ chi tiết hơn về cái hành trình đi đưa bạn Thắng đi phía Tây Nghệ An, và rồi còn rất là nhiều hành trình phía sau nữa, thì mong các bạn là ủng hộ cho những hành trình tiếp theo. Đấy, bạn nhớ yêu mến ủng hộ cho bạn Nguyễn Tất Thắng có anh Nhật Bắc TV sản phẩm, có quái nàng Mạc Minh nữa. Đấy, bên này hôm nay rất là vui có bạn Hậu, mặc dù là công việc rất là bận nhưng mà vẫn đồng hành cùng với Nguyễn Tất Thắng. Bạn Hậu thì mình cũng xem trên kênh Nguyễn Tất Thắng rất là nhiều rồi, nhưng mà biết được là cũng là một nhà hảo tâm thường xuyên là giúp đỡ bà con ở trên vùng cao. Còn đây là kênh anh Hà Huy Khánh thì cùng là người đồng hương tỉnh với mình, thì cũng là chuyên quay giúp đỡ những mảnh đời ở miền Trung. Thế thì bây giờ Tú cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn cả nhà nhé. Tạm biệt cả nhà.